Kể từ tuần trước, khi Siemens, Mentor, Kedan và Synopsys lần lượt thông báo tạm dừng hỗ trợ kỹ thuật và cập nhật phần mềm EDA cho Trung Quốc, cả ngành bán dẫn lập tức rơi vào trạng thái đứng ngồi không yên. Dù phần mềm EDA dùng cho các quy trình sản xuất chip đã trưởng thành có thể sẽ được nới lỏng trở lại trong tương lai, nhưng các công cụ thiết kế dành cho chip hiệu năng cao, phục vụ cho tính toán cao cấp, nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị siết chặt. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hiệu của AMD ở các tiến trình tiên tiến. Về tầm quan trọng của phần mềm IDA, tôi đã nói nhiều trong các video phân tích chi tiết trước đây, anh em quan tâm có thể xem lại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đặt ra một câu hỏi mới. Từ việc mi cầm xuất khẩu, thiết bị sản xuất chip, bộ nhớ băng thông cao SBM, GPU cao cấp từ NVDA, AMD, cho đến việc gần đây, ngưng cung ứng phần mềm thiết kế tự động IDA và động cơ máy bay dân dụng, thì lĩnh vực nào sẽ là mục tiêu tiếp theo trong chiến dịch phong tỏa công nghệ của Mỹ với Trung Quốc? Không vòng vo, vò, tôi xin nói thẳng quan điểm như sau, FPGA, đặc biệt là các dòng FPGA tầm trung và cao cấp, rất có thể sẽ là mục tiêu tiếp theo được Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt. Vậy FPGA là gì? Vì sao nó lại quan trọng đến vậy? Và liệu quá trình nội địa hóa FPGA của Trung Quốc đang tiến triển ra sao? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chủ đề này. 1. FPGA là gì? FPGA là viết tắt của Field Programmable Gate Array mảng cổng có thể lập trình tại hiện trường còn được mệnh danh là chip vạn năng không giống như cpu gpu hay npu vốn được thiết kế cố định cho một chức năng cụ thể fpga giống như một tấm toan trắng nơi người dùng có thể tự lập trình cấu trúc phần cứng theo ý muốn cốt lõi của fpga là các khối logic có thể lập trình và hệ thống liên kết nội bộ linh hoạt cho phép thiết kế lại các mạch điện bằng ngôn ngữ mô tả phần cứng từ đó hỗ trợ thực hiện các phép logic đơn giản cho đến hệ thống phức tạp cấp hệ thống 2. Lịch sử phát triển, FPGA được kỹ sư thiên tài Geoff Foreman phát minh vào năm 1984. Ông tin rằng, ngoài các chip ASIC với chức năng cố định, cần có một phương pháp thiết kế chip linh hoạt, kinh tế và hiệu quả hơn. Đến năm 1985, FPGA thương mại đầu tiên, XC2064 ra đời, mở ra kỷ nguyên của phần cứng có thể lập trình. Chip XC2064 có 85.000 bóng bán dẫn, 64 khối logic có thể lập trình, 58 cổng I.O. tuy nhiên bị giới hạn bởi công nghệ sản xuất wafer và chi phí cao nên chỉ dùng trong lĩnh vực logic GLU, nối kết mạch. Mai đến đầu những năm 90, FPGA mới vượt qua giới hạn số lượng cổng logic, dần thay thế ASIC trong nhiều lĩnh vực. Sản phẩm tiêu biểu chính là dòng SC4000, lần đầu tích hợp giam nhúng và khối DSP, trở thành lựa chọn lý tưởng cho hạ tầng viễn thông, điều khiển công nghiệp. Năm 1999, AMD giá mắt dòng sở Pattern, mở rộng khả năng từ logic cơ bản sang hệ thống nhúng, kết nối tốc độ cao, trở thành giải pháp thay thế chi phí thấp cho ASIC trong các ứng dụng tiêu dùng quy mô lớn. Sự xuất hiện của FPGA cũng gián tiếp thúc đẩy mô hình fabless, không cần nhà máy chế tạo wafer như lời George Forsyman từng nói. Đừng lo sản xuất, chỉ cần tập trung vào thiết kế và tầm nhìn, điều này đã hạ thấp đáng kể, giao cản đổi mới phân cứng trong toàn ngành. 3. FPGA và AI Từ năm 2015 trở đi, với sự trỗi dậy của mạng Nozo như AlexNet, FPGA bắt đầu tích hợp AI Engine, mạng NOC, mở ra kỷ nguyên tăng tốc phần cứng cho AI. Gần đây, với sự xuất hiện của DeepSeek, FPGA một lần nữa tái sinh trong lĩnh vực AI suy luận. Từ SC2064 với 8,5 vạn trên sitter, giờ đây, chúng ta đã có Salin VP1902 với 138 tỷ trên sitter. Số lượng khối logic cũng từ 64 tăng lên 18,5 triệu. Đây là bước nhảy vào khổng lồ, biến FPGA trở thành con chip nền móng trong viễn thông, trung tâm dữ liệu, xe tự hành, máy bay không người lái, trí tuệ nhân tạo và cả hàng không vũ trụ. Tạm kết. FPGA, còn chip vạn năng, rất có thể sẽ là mặt trận tiếp theo trong cuộc chiến công nghệ toàn cầu. Nó không còn là câu chuyện kỹ thuật thuần túy, mà đã trở thành vấn đề chiến lược sống còn đối với cả một quốc gia công nghệ. Bạn đã sẵn sàng bước vào cuộc chơi này chưa? Tiếp theo, chúng ta hãy cùng thảo luận về vị trí hiện tại của FPGA trong chuỗi cung ứng ngành công nghiệp bán dẫn. Trong thời đại công nghệ thay đổi chóng mặt như hiện nay, chip bán dẫn, giống như những nozon thần kinh của thế giới hiện đại, từ smartphone cho đến các trung tâm siêu máy tính AI, chip xuất hiện ở khắp mọi nơi. Toàn bộ hệ sinh thái chip có thể được chia thành hai nhóm lớn, chip tương tự analog, xử lý tín hiệu liên tục, chip số, xử lý tín hiệu số, chiếm khoảng 70% thị phần bán dẫn toàn cầu, trong nhóm chip số có thể chia nhỏ ra ba loại chính, chip xử lý, chip logic, chip nhớ. Trong nhóm chip logic, FPGA là một nhánh đặc biệt vì nó là loại chip logic có thể lập trình lại được và chính vì đặc tính này, FPGA đóng vai trò cầu nối quan trọng nằm giữa chip đa năng và chip chuyên dụng, cung cấp một giải pháp vừa linh hoạt vừa có hiệu suất cao, vậy vị trí của FPGA hiện tại là gì? Dù quy mô thị trường của FPGA hiện nay vẫn còn khá nhỏ, chỉ chiếm khoảng 5% thị phần của nhóm chip logic và doanh thu toàn cầu vào khoảng 10 tỷ đô la Mỹ, chưa bằng một phần 10 thị trường vi xử lý CPU, nhưng điều đó không hề làm suy yếu vai trò thiết yếu của FPGA trong nhiều lĩnh vực. Hãy cùng điểm qua vài ví dụ. Một, trong ngành viễn thông, đặc biệt là 5G, chúng ta đều biết tiêu chuẩn 5G vẫn đang liên tục thay đổi, cập nhật giáo thức mới, bổ sung tính năng mới. Nếu sử dụng chip ASIC, Mỗi lần cập nhật như vậy, đồng nghĩa với việc phải thiết kế lại và sản xuất toàn bộ chip mới, rất tốn kém và mất thời gian. FPGA thì khác, chỉ cần nạp lại phần mềm lập trình, có thể thích nghi với các giao thức mới mà không cần thay phần cứng. Nhờ đó, kéo dài vòng đời thiết bị mạng 5G, tiết kiệm chi phí bảo trì và nâng cấp. 2. Trong xe điện và hệ thống tự lái, trong các hệ thống hỗ trợ lái tự động cao cấp, Ví dụ, một chiếc xe đạt chuẩn tự lái cấp độ L3 thường sẽ được trang bị hơn 10 camera từ 5 đến 10 giây đa sóng mm cộng thêm một đến hai cảm biến leader. Toàn bộ hệ thống sẽ phải xử lý đồng thời một khối lượng dữ liệu khổng lồ từ nhiều cảm biến, hàng tê ra bài mỗi giây. Trong bối cảnh đó, kiến trúc xử lý song song phần cứng của FPGA trở nên cực kỳ phù hợp để đảm bảo độ chế thấp và hiệu suất cao, đặc biệt khi hướng đến tự lái cấp độ L4 đến L5, vai trò của FPGA ngày càng rõ ràng hơn, hỗ trợ kiểm tra thuật toán, thích nghi giao thức và phục vụ cho hệ thống tính toán dị thể ba ai và fpga ván bài mới của ngành bán dẫn ở đây cần đặc biệt nhấn mạnh rằng cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ ai sinh ra nội dung hiện nay đặc biệt là sau khi đích xuất hiện đầy bất ngờ cá nhân tôi cảm thấy rằng fpga đã thể hiện tiềm năng to lớn trong lĩnh vực suy luận ai và điện toán biên và rất có thể sẽ trở thành một bộ tăng tốc ai quan trọng tiếp theo sau gpu Môn mặt fpga sở hữu số lượng lớn các khối logic có thể lập trình cho phép thực hiện tính toán song song ở mức cao giúp triển khai hiệu quả các thuật toán AI, đồng thời, nhờ đặc tính độ trễ thấp của FPGA, nó đặc biệt phù hợp trong các thiết bị điện toán biên như xe tự hành, Dozone, robot, thành phố thông minh khi cần xử lý dữ liệu và đưa ra quyết định theo thời gian thực fpga đáp ứng được nhu cầu tính toán dị thể độ trễ thấp và hiệu năng cao đặc biệt tính linh hoạt của fpga cho phép thích ứng với các mô hình và thuật toán ai luôn thay đổi tóm lại fpga đã thể hiện những lợi thế riêng biệt trong lĩnh vực suy luận ai và điện toán biên và tiềm năng phát triển trong tương lai là vô cùng lớn Tiếp theo, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sơ lược về cục diện thị trường FPGA toàn cầu hiện nay. Có thể nói, thị trường FPGA toàn cầu hiện tại gần như bị thống trị bởi bốn công ty Mỹ gồm Saling, Intel, Onteza, Latit và Microsoft Chip. Tính đến năm 2024 bốn công ty này chiếm tổng cộng khoảng 90% thị phần toàn cầu. Trong đó, Sa Linh đã có bước nhảy vọt ấn tượng trong 5 năm qua, từ mức 30% lên đến 50% thị phần và hiện đang nắm chắc phần khúc FPGA dung lượng lớn trên 500.000, vốn là thị trường chung và cao cấp. Đáng chú ý, Trung Quốc đại lục hiện là thị trường FPGA lớn nhất thế giới, chiếm gần 40% thị phần toàn cầu, nhu cầu trong các lĩnh vực như điện toán biên, robot, trung tâm dữ liệu vẫn đang tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên, vấn đề lớn là thị phần của các nhà sản xuất FPGA nội địa hiện vẫn chưa vượt quá 20% và chủ yếu tập trung vào các sản phẩm chung đến thấp cấp ở tiến trình 28 nanomet trở xuống. Không nghi ngờ gì nữa, trong bối cảnh ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc bị đưa vào danh sách kiểm soát BIS, thì nguy cơ bị cắt nguồn cung giống như ngành ý đơ từng trải qua có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, tính cấp bách của việc thay thế bằng FPGA nội địa đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Đứng trước tình thế hiện tại, chúng ta buộc phải đặt câu hỏi làm thế nào để đối mặt với sự thống trị gần như tuyệt đối của các ông lớn Mỹ trong ngành FPGA. Ở đây, tôi xin chia sẻ góc nhìn khách quan qua ba chiến lược, ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, từ dễ đến khó, từ phòng thủ đến phản công. Một, Chiến lược ngắn hạn, phòng thủ thực dụng, trong bối cảnh công nghệ cao bị kiểm soát gắt gao, việc tiếp tục bám trụ ở phần khúc trung đến thấp, với quy trình 28nm đến 55nm là một lựa chọn thực tế, những dòng FPGA dung lượng thấp, dưới 100 000 phục vụ các mảng như điện tử tiêu dùng, điều khiển công nghiệp hay led hiển thị vẫn còn dư địa phát triển nếu doanh nghiệp biết cách khai thác lợi thế chi phí, sản lượng và sản phẩm hóa khác biệt. Tuy nhiên, cần nói rõ, phần khúc này lợi nhuận thấp, sẽ bị cuốn vào cuộc đua đạp giá. Điều nguy hiểm hơn là các hãng lớn như Samsung, Intel hoàn toàn có thể đánh xuống, giảm giá dòng 28 nanomet để bóc nghẹt lợi nhuận của các đối thủ nhỏ. Việc này không cần đợi đến lệnh cấm BIS, họ đã làm điều đó. Vậy nên, chiến lược này chỉ phù hợp để duy trì sự tồn tại tạm thời, không thể kỳ vọng vào sự đột phá dài hạn. Hai Chiến lược trung hạn, xây móng đồng bộ, một trong những điểm yếu cốt lõi của các hàng FPGA mới nổi, không riêng gì Trung Quốc, là sự phụ thuộc quá lớn vào hệ sinh thái IDA và APICO của nước ngoài, trong khi phần cứng có thể nhanh chóng sao chép hoặc cải tiến, thì phần mềm IDA, đặc biệt là các công cụ bỏ lây ẻn rút cho FPGA dung lượng lớn, lại là thứ khó nhằn hơn rất nhiều. Chỉ tập trung phát triển chip mà bỏ qua IDA và IP là một sai lầm chiến lược để bền vững, cần đồng thời xây dựng cả ba chân kiềng, phân cứng, IDA, IP, trong đó 28 nanomet có thể là điểm tựa hợp lý, dù thế giới đang chuyển sang 16 nanomet thì 28 nanomet vẫn là vùng ngọt nào, dưới hiệu năng, chi phí và độ tin cậy. Hiện tại, nó vẫn chiếm khoảng 60% nhu cầu FPGA tại Trung Quốc, cũng là con số không thể bỏ qua. Việc thâm nhập vào các lĩnh vực như tự động hóa công nghiệp, điện toán biên, 5 g thông qua các dòng FPGA trung đến cao cấp ở 28 nanomet sẽ là bước chuyển cần thiết, cần xây hệ sinh thái trước, rồi tính chuyện cạnh tranh lâu dài. 3. Chiến lược dài hạn, đột phá từ điểm mạnh, giấc mơ vượt mặt Salin và Intel trong vài năm là không thực tế, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể có lối đi riêng trong các phần khúc đặc thù như AI suy luận ở thiết bị biên FPGA có những lợi thế tự nhiên mà ngay cả GPU hay NPu cũng không thay thế được cần hiểu rằng GPU mạnh về huấn luyện nhưng dư thừa khi suy luận NPu hiệu quả với thuật toán cố định nhưng thiếu linh hoạt FPGA linh hoạt tài cấu trúc phù hợp với mô hình AI thay đổi nhanh do đó hướng đi FPGA cộng AI trong điện toán dị thể không chỉ là ngách mà là hướng đi chiến lược, có giá trị toàn cầu, không riêng gì cho bất kỳ quốc gia nào, nhưng ứng dụng như xe tự lái, robot công nghiệp, camera thông minh, trung tâm điều khiển đều rất cần nền tảng tính toán vừa mạnh, vừa tiết kiệm điện, lại có khả năng tùy biến cao, điều mà FPGA làm tốt. Thêm vào đó, xu hướng SOC FPGA tích hợp AI, tăng tốc cho thiết bị biên là mảnh đất còn rất mới, Việc kết hợp công nghệ chip lịt và hợp tác sâu với các phao gì trong nước để vượt qua giới hạn tiến trình cũng là một cách đi vòng đáng lưu tâm. Cuối cùng, thị trường FPGA hiện nay là sân chơi bị chi phối mạnh bởi các ông lớn Mỹ, nhưng điều đó không đồng nghĩa là không còn cơ hội cho các tay chơi mới. Vấn đề là chọn đúng chiến trường và xây đúng hệ sinh thái. Muốn làm lớn, phải bắt đầu từ những điểm mạnh nhỏ, không còn nào tưởng về một cuộc vượt mặt toàn diện, chỉ cần tập trung đột phá ở các điểm then chốt khi có một sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, lấy điểm phá mặt trận thì con đường mở rộng là chuyện thời gian. Video hôm nay hơi nhiều lý thuyết nhưng là những suy ngẫm cá nhân mà tôi tin rằng nếu bạn quan tâm đến FPGA hay AI sẽ giúp bạn có thêm góc nhìn khác. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới, chúng ta cùng thảo luận sâu hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.